chuyện của bí thư chính trị viên quân đội. À đúng rồi, đúng rồi, đúng rồi, đúng rồi. Ừ, tao có cái thắc mắc này. Tao mới hỏi ông, ông Phượng, mà ông Phượng cũng bí. Để tao nói cho mày nghe cái điều này, từ xưa giờ tao không biết, tao đâu có biết cộng sản là cái gì. Trời khổ quá, mà chứ có cái này, có cái này ông kia nó hỏi tao. Ở trong ngày xưa đó, ở trong cái đại đội mà tác chiến á, thì cái ông đại đội trưởng ở trong bên lục Việt Nam Cộng Hòa thì ông đại đội trưởng, rồi ông đại đội phó, rồi thường vụ đại đội hết, ngoài ra là lính, các tiểu đội trưởng thế thôi, không bình thường. Nhưng đặc biệt á, ở cái bên bên kia chiến tuyến của ta đó là địch á, có gì cầm á, thì ở ngoài Bắc Việt á thì nó có cái này, đại đội trưởng mà tại làm sao có thằng trai chính trị viên nằm cổng nữa. Đủ quá, cái đó đủ. Ông hỏi tao bí, tao đâu có biết cái con mẹ gì mới đến đâu. À, bây giờ đứa nào lên đó, đứa nào mà đi qua cái trường lớp đó thì cho tao hỏi cái điều đó. Hả? Tôi đâu biết đâu, mà sao khác tôi đâu. Không. Nói cho anh em nói, mình nói. Hả? Anh nói hả? Được rồi, cứ nói đi, mình đâu có biết. Nhưng mà để hỏi có chỗ đó. Không, tôi thì biết, anh không biết, nhưng mà bác Phượng nói, bác Phượng nói không có bí, nhưng mà bác Phượng đang nấu ăn không có trả lời được. Bây giờ tao có cái nào lên trả lời tao rồi hồi ông trưởng nói sao. Ông Phượng ông biết cái vụ đó à. Đúng rồi, Hà Tĩnh người nó đúng nè, đó ý thì đó mà nói lý tưởng đó, lý tưởng chính. Chính cái lý tưởng làm cho khiếp con quân thù khiếp sợ. Mày thấy không? Tao ngày xưa tao bị đụng cái trận gì ta? Đụng cái trận ấp nước vàng rồi phải. Chưa ẩn rồi. Mình bị gần bị thương rồi, mình chưa bị thương. Nhưng mà nghe đâu đó, nghe mấy ông xung phong. Hàng thì sống, chống thì chết. Ừ. Và coi như là hô, bắn thì tôi nghĩ chắc bắn bao nhiêu rồi họ bắn đùng để thấy. Nhưng mà tiếng nó vang rền cả rú rừng là ô phải là bên này mình cũng teo chứ không. Ồ, trời ơi tôi nó đông, tụi nó đông quá trời ơi, chạy thấy không, rù khỏi vậy đó. Tao nhớ hoài câu đó là hàng thì sống chống thì chết. Ồ má ha hét không biết cái nhiều hơn không biết, chắc là lại ít nhưng mà chắc là hồ hù cho nên là đó. Kệ mẹ nó, tao không cần biết, kệ mẹ nó nhảm nhãi tao không biết. Mà tao ghét lắm, tao là chẳng có tính chị, tính em, mà tao cũng chẳng có sức âm mưu, mà tao cũng không có gì rồi. Tao chỉ biết rằng cái đất nước của tao tàn, ăn thua những người lãnh đạo thôi. Ngày xưa tao là lính Việt Nam Cộng Hòa mà, ăn thua cấp trên hồi xưa mình cũng cứ gì mà mình biết gì mới biết. Mà biết, sau này mới hiểu được, khi chấm dứt chiến tranh là cái điều hạnh phúc nhất của con người Việt Nam. Tao chỉ biết vậy thôi. Còn kệ mẹ tôi muốn đánh nha, tôi đánh kệ cha tôi, đừng đụng tôi nước tao được rồi, tao bước lại tôi mới làm kệ cha tôi mới. Tao là vậy đó. Tao không khe, tao không cần phải chủ thuyết, tao không cần phải giải thích, tao không cần chuyện đó. Bởi vì tao là con người không hề biết chính trị, mày nói thẳng là như vậy. Và tao chỉ biết là những cái người bạn tao, những người thân của tao, những người gia đình tao, những người miền Bắc của tao, những người miền Trung của tao, những người miền Nam tao không còn chết vì bom đạn nữa là mừng. Và tao hạnh phúc rồi. Tao chỉ biết vậy thôi. Ok. Thì đúng rồi, cái vụ mà người tàn tật ngồi xe lăn bị bắn 9 phát á. À, mới đăng hồi sáng nay thôi nhưng mà thì nó làm sao được. À, thì có một cái bà Phạm Thị Bình, Nguyễn Thị Bình chứ hả? Nguyễn Thị Bình, bà đã từng nói rồi, rồi với bác Nguyễn Xuân Phúc hay là ai đó, rồi đã qua bên này nói thì nếu mà nói về nhân quyền thì Mỹ không có cửa. Mỹ không có cửa để mà nói, không có trình độ và không có thể. Là bởi vì sao? Tao thì con người rất là bọc mạng. Tao chưa hỏi tụi bay một câu à. Cái ghế ở trên Liên Hợp Quốc, cái ghế nhân quyền đó, thằng Mỹ nó không có. Mà Việt Nam lại có. Vậy đủ trả lời rồi, tao chỉ nói vậy. Tao, bây giờ tao ngon, tao nói chuyện quốc tế không à. Tao không nói chuyện nhỏ, nói chuyện lớn không à. Tao ghét vậy thôi. Ừ. Vậy được không? Ờ đủ phá có chi gian vô nữa mất dịch đủ à, có cái nào đòi lấy lại để xin hỏi. Ủa nó mất tiêu rồi. Mở đây rồi hả? Chưa.
Đây nè. Ủa sao cái phone này nó có bao nhiêu cái thao tác quá. Bấm nó vô rồi xong rồi để vô một cái nữa rồi phải nhấn thêm cái nữa là để chi thêm. Trong khi iPhone là không 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 có cái đó. Không biết, không phải tại vì hồi xưa mày thao tác mình xài dùng cái kia nó quen rồi, hiểu không? Rồi xong bây giờ mình chuyển qua cái này cái lộng cộng. Đủ mà tao mời mày lên cái Kiên Giang, mày không lên mày đủ mà tao lóc mày luôn ha. Đổ con mẹ mày, cái bà mẹ mày, mày chọc cái miệng tao. Ủa tao đang mời mày mà. Đang thêm đó. Trời ơi, tao đang thêm mà nó cứ nhấp 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 hoài vậy. Rồi rớt không được. Tao mời mày nha Kiên Giang. Ủa mà cũng chơi bia không cho nó vui. Khoan từ từ để làm sao vậy. Cũng quen cho nó từ tới đây bình trà. Hả? Cũng quen cho nó thì uống thêm bình trà. Bình trà của quốc tế. Từ 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 từ. Khoan. Ủa sao tao đưa mày lên không được nhà Hà Tĩnh? Thôi cứ đưa lại ta. Sao là không được nữa rồi. Con gửi yêu cầu coi. Kì ha. Cái máy mới mày giải thích vậy tao chưa hiểu. Hồng bông hồng hồng bóng này nè, mày lên mày nói đi. Ở đây nè. Thì mày nói là theo ý thì tao hiểu là đúng rồi, nhưng mà mình tao muốn nói bằng lời. Tao dốt mà dân ngu mà, cho nên ra tao không khoái viết chữ. Tao thích nào nói mà. Gửi yêu cầu đi, gửi yêu cầu đi. Có nào là sao có máy này sao, sao mở lên không được ta. Tôi biết đâu mà sạc máy kia đâu, máy tôi nhìn thấy. Trời ơi Hoàng Nguyễn, mày nghe tao nói hồi nãy giờ tao nói mày rồi, tương quan hai sức mạnh về quân sự thì đương nhiên là thằng Mỹ nó hơn hẳn rồi, con gì đâu phải có chế trách. Nhưng cứ điều mà nó đánh được hay là không là chuyện lại khác nữa. Mày hiểu tao nói không? Bởi vì người dân Việt Nam và những người mà trên bề mặt chính quyền Việt Nam họ đâu có để một sơ hở gì đó mà để Mỹ kiếm chuyện được. Đúng, tất cả mọi đơn giản quá, cái gì đâu mà không phải thói nữa. Ta trả lời rồi, sức mạnh thằng Mỹ thì đương nhiên là hơn hẳn rồi, không cần phải trả lời, không cần liền thể nói nữa. Nhưng có cái điều quan trọng là anh lấy lý do gì anh quánh đất nước tôi. Tao đã từng nói tụi bay rồi, tôi bớt những bức hình đó. Sau khi chiến tranh thì cơ quan của tụi mà Mỹ nó mới gọi là nó mạch quá về chiến tranh đó, có những bức hình. Vấn đề ở chỗ là tại sao có những bức hình có những người Mỹ mà nó cắt cổ, nó mổ bụng đó ra mà sau chiến tranh nó mới mòi ra. Và tao hỏi một câu như mày cho mày hiểu rằng lý do tại làm sao mày hiện diện đất nước tao. Trả lời đi. Mày lên thì mày lên cho mày coi hình ảnh mày trả lời giùm tao lấy lý do tại sao có những bức hình đó và cái đó ở đâu ra, ai làm.
Ủa bé mày trả lời không được mày. Mày lên mày nói chuyện với tao thì Hoàng Hoàng Nguyên, tao mời mày lên. Nó rớt luôn, bấm vô nó rớt luôn rồi ta, kỳ ha. Thôi được rồi, kệ đó chứ, mày nói cho mày làm gì đâu mà phải sợ, chống là chống cái gì? Ai vậy? Tao không chống ai hết trơn á, mà tao chỉ nói là cái điều đừng nói dóc nói xạo thôi, đừng có vu oan gián họa, đừng có không có nói cho có, cái có nói cho không là ok rồi, thì bằng chứng lịch sử đã cho tụi bay thấy thấy rồi đó, bằng chứng lịch sử thấy rõ ràng rồi, cái người cầm quyền bây giờ không phải là Mỹ,